Sáng nay, sau khi đến nghiệm thu vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đồng ý cho phép công trình này chính thức đi vào hoạt động. Sau 12 ngày thi công, vườn hoa tại công viên sông Hậu đã đón những vị khách đầu tiên với những cung bậc cảm xúc trong sắc xuân của thủ phủ miền Tây. Lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao việc triển khai đúng tiến độ để đưa vườn hoa vào phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán. Vườn hoa năm nay có chủ đề Cần Thơ Xuân Quê Hương Đơm Hoa Nảy Lộc, gồm 3 phân cảnh để tạo điểm tham quan và vui chơi. Với sắc đỏ, vàng, cam, tím của đất trời cùng sắc vàng của hàng ngàn chậu hoa và mai vàng, làm cho lòng người thêm khởi sắc đón chào một năm mới. Và bên trong vườn hoa thì có bố trí một cái chỗ sinh hoạt văn hóa, nghĩa là phục vụ văn nghệ hàng đêm để phục vụ bà con để tham quan vườn hoa trong ngày Tết. Thích và rất là mừng cho cái thành phố Cần Thơ mình có những cái cảnh quan đẹp cho người dân đến đây thưởng ngoạn rồi chụp ảnh, thì cái xu hướng bây giờ người dân người ta rất là thích check in vậy đó. Thì nếu mà lãnh đạo mình là tạo những cái khung cảnh như vậy thì quá đẹp và rất là thích hợp với người dân. Những du khách đầu tiên đã qua mình vào không khí thiên nhiên trong lành, check-in, chụp ảnh tại các tiểu cảnh, tái hiện lại hình ảnh ngày Tết cổ truyền Việt Nam, rất hấp dẫn và mới lạ theo phong cách miệt vườn đậm chất mùa xuân phương Nam. Mọi người thích thú với những chú mèo, gia đình mèo chúc năm mới. Khu vườn mai vàng khoe sắc, mâm ngũ quả bên linh vật, gian nhà lá với cây nêu trước nhà, thúng qua, chông chóng, qua sen, lồng đèn và các hình ảnh dân gian sinh động. Đặc biệt nhất đó là tiểu cảnh những chiếc nón lá cao đến gần 3 mét và đường kính hơn 4 mét. Tôi đã sống tại Việt Nam và đến ở Cần Thơ 12 năm rồi, cũng đến để chụp hình đường hoa này. Nhưng mỗi lần đến thì cái vườn hoa này trong cái cảm xúc của tôi thì nó đều rất là đẹp. Cảnh rất là đẹp và tuyệt vời, rất là phong phú ạ. Với lại mình thấy là mình nôn đến Tết liền luôn. Dạ. Tất cả các tiểu cảnh của vườn đều là sự kết hợp giữa vẻ đẹp mộc mạc, dung dị của Nam Bộ với một chút sắc màu tươi thắm rực rỡ của các xu hướng sống ảo mà mọi giới đều yêu thích. Vườn hoa hoạt động từ hôm nay cho đến ngày mùng 6 Tết.